cách đi 5 phút nhưng hiệu quả như 10.000 bước là thuốc hạ đường huyết tự nhiên, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Người ta thường nói phải đi 10.000 bước thì mới khỏe. Tuy nhiên trên thực tế, phương pháp đi bộ quan trọng hơn số lượng bước đi. Đi bộ là bộ môn nên được ưu tiên lựa chọn vì dễ thực hiện và không tốn kém tiền bạc đối với mọi người. Tuy là một bài tập chuyển động hai chân đơn giản nhưng đi bộ nhanh có thể rèn luyện sức mạnh cơ bắp của chi dưới, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ đột quỵ, giúp kéo dài tuổi thọ. Có một phương pháp giúp bạn không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian để đi bộ mà vẫn thu về hiệu quả như việc chăm chỉ tập luyện. Đó chính là phương pháp đi bộ đúng tư thế. Nếu thực hiện đúng, bạn có thể đạt được hiệu quả đi bộ 10.000 bước dù chỉ đi trong 5 phút. Bí quyết là hãy bước đi phong độ và đĩnh đạc, hít thở sâu và ưỡn ngực. Sau đó cố gắng hết sức để hóp bụng lại và đi bộ. Điểm đặc biệt của phương pháp đi bộ này là tập trung vào cách thở khi vận động. Nếu theo cách thở thông thường, lồng ngực sẽ nở ra khi hít vào và co lại khi thở ra, gọi là thở bằng ngực. Tuy nhiên, đặc điểm của phương pháp này là thở bụng. Bạn cần phải chú tâm mới thở đúng cách được. Với phương pháp thở này, bạn chủ động hít vào và cố phình bụng ra. Lúc này lồng ngực vẫn được nâng lên nhưng do bụng phình ra nên hoành cách mô bị kéo hạ xuống. Hiệu quả là thể tích khoang ngực tăng nhiều hơn so với thở ngực, giúp hít được nhiều oxy hơn. Lúc thở ra, hãy chủ động ép bụng, đẩy số khí dư ra nhiều hơn. Các cơ ở phần sâu của cơ thể được gọi là cơ bên trong. Đặc điểm của cơ sâu là dễ đốt cháy mỡ nội tạng. Chỉ dựa vào kiểm soát chế độ ăn để giảm cân sẽ làm suy yếu các cơ tầng sâu của bụng, làm giãn cơ bụng, khiến bụng chảy xệ, mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể sử dụng cách thở bằng bụng khi đi bộ để vận động lớp sâu của cơ bụng, kết quả là vừa giảm được mỡ bụng, vừa săn chắc cơ bụng. Lưu ý khi đi bộ, bạn nên duỗi thẳng đầu gối và chạm đất bằng gót chân. Bằng cách này, các cơ lớn của hông và mặt sau của đùi có thể được tập luyện. Duy trì đi bộ theo tư thế này, bạn chỉ cần đi bộ trong vòng 5 phút nhưng sẽ thu về hiệu quả bất ngờ, giúp tăng cường độ tập luyện, giảm mỡ nội tạng, hạ đường huyết và kéo dài thêm tuổi thọ. Một phân tích được công bố trên tạp chí Sport Medicine cũng cho thấy đi bộ ngắn 2 đến 5 phút có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau ăn. Bà Angie Archer, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho hay khi ăn cơ thể sẽ phá vỡ carbohydrate chuyển hóa thành đường trong máu. Đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng có thể tăng độ nhạy insulin, giúp quản lý đường huyết hiệu quả. Theo một nghiên cứu của Mỹ, đi bộ giảm 35% nguy cơ tử vong do các bệnh hô hấp ở những người đi bộ hơn 6 giờ tuần so với những người ít vận động. Đi bộ cũng giúp giảm khoảng 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim và giảm 9% nguy cơ tử vong do ung thư. Việc đi bộ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa việc hình thành các mảnh xơ giữa động mạch, từ đó ngăn chặn được các biến chứng từ căn bệnh này gây ra như đột quỵ não. Hai lưu ý khi đi bộ ai cũng cần ghi nhớ để việc tập luyện hiệu quả hơn. 1. Bổ sung nước kịp thời. Không bổ sung nước kịp thời sẽ khiến cơ thể luôn trong tình trạng thiếu nước cực độ, tăng áp lực và gánh nặng cho cơ thể, ảnh hưởng đến hiệu quả đi bộ. Khi đi bộ, bạn nên mang theo nước bên mình và uống một lượng nhỏ đều đặn để giữ đủ nước và tránh khó chịu do uống quá nhiều cùng một lúc. 2. Nên khởi động nhẹ nhàng trước khi đi bộ. Trước khi đi bộ, việc thực hiện một số động tác nhẹ nhàng để khởi động là điều rất cần thiết nhằm chắc chắn rằng cơ, khớp đã sẵn sàng cho việc chuyển động. Hãy dành ra 5 phút khởi động nhẹ nhàng và nên đi chậm khi mới bắt đầu để giảm các chấn thương có thể xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng nên đi chậm lại và khi kết thúc chặng đường đi bộ trong thời gian khoảng 5 phút. 3.
đi loại giày không phù hợp. Chọn giày cũng là một bước quan trọng giúp tăng hiệu quả của việc đi bộ. Theo Steven Jason Owick, bác sĩ phẫu thuật xương khớp và mắt cá chân tại Viện Xương và Khớp Illinois, Mỹ, việc chọn giày đi bộ phù hợp không chỉ giúp đi bộ thoải mái, hiệu quả hơn mà còn giúp bạn tránh được chấn thương trong quá trình di chuyển. Khi chọn giày, nên chọn những đôi giày thể thao chuyên dụng. Lưu ý chọn đúng kích cỡ chân vì đi giày quá chật hay quá cứng có thể gây ra ma sát, phồng rộp và chèn ép ngón chân. Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường càng nên lựa chọn giày kỹ càng vì đi giày không phù hợp dễ khiến họ bị đau chân, tê chân, vết thương khó lành. Môn thể thao là thuốc hạ đường huyết rẻ nhất, hạ mỡ máu hiệu quả, duy trì đều đặn thể lực tốt, sống thọ hơn. Thường xuyên tập luyện bộ môn này là một trong những biện pháp quan trọng hỗ trợ hạ đường huyết, giảm mỡ máu hiệu quả. Các chuyên gia y tế cho rằng đi bộ là phương pháp rèn luyện sức khỏe phù hợp nhất và hiệu quả cho người mắc bệnh tiểu đường. Tập luyện bộ môn này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giảm lượng đường và mỡ trong máu. Hơn nữa đây là môn thể thao đơn giản, dễ thực hiện. Tập luyện bộ môn này, bạn không bị giới hạn về thời gian hay không gian mà còn rất tiết kiệm. Theo các chuyên gia, đi bộ nhanh có thể làm tăng mật độ của ti thể và độ nhạy insulin trong cơ thể. Đồng thời, nó có thể giúp cải thiện phản ứng của mạch máu, do đó chức năng tim phổi và chức năng hệ thống miễn dịch được tăng cường. Đi bộ có thể làm giảm đáng kể tình trạng kháng insulin của bệnh nhân tiểu đường và giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn. Tập luyện thường xuyên ở bệnh nhân tiểu đường type 2 có thể làm giảm lượng chất béo trung tính, huyết áp và insulin trong cơ thể. Một phân tích được công bố trên tạp chí Sport Medicine cũng cho thấy đi bộ ngắn 2-5 phút có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau ăn. Bà Angie Archer, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho hay khi ăn cơ thể sẽ phá vỡ carbohydrate, chuyển hóa thành đường trong máu. Đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng có thể tăng độ nhạy insulin, giúp quản lý đường huyết hiệu quả. Người bệnh chỉ cần chuẩn bị một đôi giày thể thao để đi bộ tập thể dục. Đi bộ với tốc độ nhanh hơn 30 phút mỗi ngày sẽ giúp người bệnh được mục tiêu khuyến nghị 150 phút tập thể dục cường độ vừa phải tốt cho sức khỏe bệnh tiểu đường. Ở một mức độ nhất định, đi bộ thường xuyên cũng có tác dụng hạ mỡ máu. Theo đó, việc đi bộ thường xuyên không chỉ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu của cơ thể và tăng cường tính đàn hồi của mạch máu mà còn giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Điều này giúp làm giảm nồng độ mỡ máu trong ở một mức độ nhất định. Vì vậy đi bộ thường xuyên, đặc biệt là sau bữa ăn sẽ làm giảm lượng mỡ máu trong cơ thể một cách hiệu quả. Hai khoảng thời gian luyện tập đem lại hiệu quả ổn định đường huyết ở mức cao nhất. Đi bộ hay tập những môn thể thao khác rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu chọn sai thời điểm tập luyện sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện biến chứng ở những người có đường huyết cao, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường. Do đó, việc chọn thời điểm luyện tập là rất quan trọng. Đối với những người có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, thời điểm tốt nhất là nửa tiếng sau khi ăn sáng xong. Khi đó mặt trời ló dạng, không khí được khử trùng, nên tập thể dục trong môi trường thoải mái, tránh ô nhiễm. Còn nếu bạn là người không thể dậy sớm và chọn tập thể dục vào buổi tối thì bạn nên ăn trước 18 giờ 30 phút, sau đó bắt đầu bài tập sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Cần chú ý không nên tập quá khuya kẻo cơ thể bị hao mòn, suy giảm thể lực, gây ra các biến chứng khác. Để có được nhiều lợi ích sức khỏe nhất từ việc tập thể dục, thời điểm tốt nhất trong ngày để tập thể dục là khi bạn thực sự sẵn sàng để tập luyện.
Vì vậy hãy chọn một thời gian thích hợp và tuân theo thời gian đó, bất kể đó là buổi sáng hay buổi tối. Tập thể dục đều đặn vào cùng một thời điểm mỗi ngày là một trong những cách tốt nhất để phát triển thói quen tập thể dục lâu dài. Ngoài đi bộ, bạn có thể tham khảo một số bài tập và môn thể thao giúp ổn định đường huyết, phù hợp cho người bệnh tiểu đường là yoga, khiêu vũ, đi bộ nhẹ nhàng, chạy bộ, đạp xe, bơi lội. Ngoài ra, bạn cũng nên áp dụng cho mình một chế độ dinh dưỡng khoa học, có thể ăn các loại thực phẩm hỗ trợ ổn định đường huyết, vừa có thể cân bằng dinh dưỡng và kiểm soát tốt lượng đường trong máu. Đàn ông sau 50 tuổi lười tập 3 môn thể thao này thì tránh được nhiều bệnh, sống thọ hơn. Không thể phủ nhận, tập thể dục là một trong những lối sống tốt và có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, các môn thể thao khác nhau cũng đòi hỏi những đối tượng ở độ tuổi khác nhau để phát huy tác dụng hiệu quả nhất. Đối với người trung niên và người cao tuổi có chức năng cơ thể bắt đầu giảm dần, nếu không chú ý đến việc lựa phương pháp tập thể dục phù hợp, không chỉ không có hiệu quả tập thể dục mà ngược lại còn làm cơ thể sinh bệnh và tổn thương. Vì vậy, bác sĩ khuyên đàn ông qua tuổi 50 nên từ bỏ 3 môn thể thao này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe hay rước thêm bệnh và sống thọ hơn. 1. Chạy marathon. Sau 50 tuổi, cơ thể dần bị lão hóa, một số cơ quan sẽ yếu đi, các khớp bị bào mòn và thoái hóa nên không phù hợp với bộ môn đòi hỏi sự khắt khe về thể lực này. Bên cạnh đó, chạy đường dài sẽ tiết ra nhiều axit lactic, nếu vận động quá mạnh, cơ thể có thể không chịu được sẽ hại thận, gây suy thận. Một nghiên cứu của Đại học Yale, Mỹ cho thấy 80% người chạy marathon xuất hiện dấu hiệu tổn thương thận sau khi hoàn thành cuộc đua. Vì vậy, tốt nhất bạn không nên thử bộ môn này để tránh những rủi ro cho sức khỏe, từ đó kéo dài thêm tuổi thọ. 2. Leo núi, cầu thang. Leo cầu thang được cho là cách rèn luyện thể lực, đốt cháy calo hiệu quả nên nhiều người hình thành thói quen không sử dụng thang máy mà chỉ leo cầu thang mỗi ngày khi có cơ hội. Một số người khác thì thích leo núi, vừa để hít thở không khí trong lành, vừa du ngoạn và ngắm cảnh núi non. Tuy nhiên, thường xuyên leo núi hoặc cầu thang có thể gây tổn thương cho khớp gối, dẫn đến đau đầu gối. Khớp gối của chúng ta rất quan trọng, một khi bị chấn thương thường rất khó phục hồi. Những tác hại trên không chỉ gây đau nhức mà còn gây rối loạn vận động khớp, rất nguy hiểm. Vì thế, sau tuổi 50, bạn không nên leo núi, cầu thang hay mang vác nặng để tránh làm tổn thương cho hệ xương khớp, đặc biệt là cột sống và khớp gối. Những vấn đề này không chỉ khiến sức khỏe giảm sút mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sống của bạn. Do đó, nếu muốn sống vui, sống khỏe, sống thọ hơn thì nên lựa chọn những bộ môn phù hợp với thể trạng của mình hơn. 3. Hít xà. Hít xà cũng là một bài tập thể dục thường thấy, đặc biệt là ở trong công viên. Động tác này tạo cảm giác trẻ trung và khỏe mạnh cho người tập, đồng thời có tác dụng làm săn chắc cơ bắp cánh tay rất tốt. Cần lưu ý rằng khi hít xà sẽ cần phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của vai và cánh tay để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của cơ thể. Ở lứa tuổi trung niên, sức mạnh cơ bắp của phái mạnh cũng bị giảm dần, khả năng phục hồi cũng không tốt như khi còn trẻ. Một khi bị căng cơ, thời gian phục hồi sẽ khá lâu khiến cánh tay bị nhức mỏi hoặc đau đớn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Không những thế, tập xà không có sự kiểm soát và quá sức chịu đựng có thể khiến cho phần tim mạch bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này, người tập sẽ có dấu hiệu xuất hiện những loại bệnh án như suy tim, tăng huyết áp hoặc thậm chí là bị nhồi máu cơ tim. Đó cũng là một trong những lý quan trọng tác động đến vấn đề giảm tuổi thọ.
lười làm thêm hai điều sau để cơ thể khỏe mạnh, sống thọ hơn. 1. Lười thức khuya. Khi chúng ta già đi, đồng hồ sinh học của cơ thể thay đổi. Vì vậy, những người trên 50 tuổi nên duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đảm bảo thời gian ngủ đủ giấc thì cơ thể mới có thể khỏe mạnh. Thiếu ngủ sẽ dẫn đến việc tiết quá nhiều hormone như adrenaline và cortisol. Điều này rất dễ khiến cơ thể chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, dễ gây ra các vấn đề như tăng huyết áp và các bệnh về hệ tim mạch. Thức khuya trong thời gian dài sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa và tái tạo của các cơ quan trong cơ thể, từ đó khiến cơ thể dễ mắc các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, suy giảm trí nhớ. 2. Lười uống bia, rượu. Bia, rượu là những thức uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như bệnh tim mạch, viêm gan, loét dạ dày và các bệnh nguy hiểm khác. Hơn nữa, theo tuổi tác, khả năng trao đổi chất của cơ thể chậm lại, quá trình chuyển hóa và bài tiết bia, rượu cũng chậm lại. Điều này sẽ dẫn đến việc những chất độc hại sẽ tích tụ lâu trong cơ thể, gây ra các vấn đề nghiêm trọng khác. Do đó, không chỉ những người ngoài 50 tuổi mà bất cứ đối tượng nào cũng nên hạn chế hoặc tốt nhất là không uống bia rượu. Cách đi 5 phút nhưng hiệu quả như 10.000 bước là thuốc hạ đường huyết tự nhiên, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Người ta thường nói phải đi 10.000 bước thì mới khỏe. Tuy nhiên trên thực tế, phương pháp đi bộ quan trọng hơn số lượng bước đi. Đi bộ là bộ môn nên được ưu tiên lựa chọn vì dễ thực hiện và không tốn kém tiền bạc đối với mọi người. Tuy là một bài tập chuyển động hai chân đơn giản nhưng đi bộ nhanh có thể rèn luyện sức mạnh cơ bắp của chi dưới, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ đột quỵ, giúp kéo dài tuổi thọ. Có một phương pháp giúp bạn không cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian để đi bộ mà vẫn thu về hiệu quả như việc chăm chỉ tập luyện. Đó chính là phương pháp đi bộ đúng tư thế. Nếu thực hiện đúng, bạn có thể đạt được hiệu quả đi bộ 10.000 bước dù chỉ đi trong 5 phút. Bí quyết là hãy bước đi phong độ và đĩnh đạc, hít thở sâu và ưỡn ngực. Sau đó cố gắng hết sức để hóp bụng lại và đi bộ. Điểm đặc biệt của phương pháp đi bộ này là tập trung vào cách thở khi vận động. Nếu theo cách thở thông thường, lồng ngực sẽ nở ra khi hít vào và co lại khi thở ra, gọi là thở bằng ngực. Tuy nhiên, đặc điểm của phương pháp này là thở bụng, bạn cần phải chú tâm mới thở đúng cách được. Với phương pháp thở này, bạn chủ động hít vào và cố phình bụng ra. Lúc này lồng ngực vẫn được nâng lên nhưng do bụng phình ra nên hoành cách mô bị kéo hạ xuống. Hiệu quả là thể tích khoang ngực tăng nhiều hơn so với thở ngực, giúp hít được nhiều oxy hơn. Lúc thở ra, hãy chủ động ép bụng, đẩy số khí dư ra nhiều hơn. Các cơ ở phần sâu của cơ thể được gọi là cơ bên trong. Đặc điểm của cơ sâu là dễ đốt cháy mỡ nội tạng. Chỉ dựa vào kiểm soát chế độ ăn để giảm cân sẽ làm suy yếu các cơ tầng sâu của bụng, làm giãn cơ bụng, khiến bụng chảy xệ, mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể sử dụng cách thở bằng bụng khi đi bộ để vận động lớp sâu của cơ bụng, kết quả là vừa giảm được mỡ bụng, vừa săn chắc cơ bụng. Lưu ý khi đi bộ, bạn nên duỗi thẳng đầu gối và chạm đất bằng gót chân. Bằng cách này, các cơ lớn của hông và mặt sau của đùi có thể được tập luyện. Duy trì đi bộ theo tư thế này, bạn chỉ cần đi bộ trong vòng 5 phút nhưng sẽ thu về hiệu quả bất ngờ, giúp tăng cường độ tập luyện, giảm mỡ nội tạng, hạ đường huyết và kéo dài thêm tuổi thọ. Một phân tích được công bố trên tạp chí Sport Medicine cũng cho thấy đi bộ ngắn 2 đến 5 phút có thể giúp giảm lượng đường trong máu sau ăn. Bà Angie Archer, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ,
cho hay khi ăn cơ thể sẽ phá vỡ carbohydrate chuyển hóa thành đường trong máu. Đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng có thể tăng độ nhạy insulin, giúp quản lý đường huyết hiệu quả. Theo một nghiên cứu của Mỹ, đi bộ giảm 35% nguy cơ tử vong do các bệnh hô hấp ở những người đi bộ hơn 6 giờ tuần so với những người ít vận động. Đi bộ cũng giúp giảm khoảng 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim và giảm 9% nguy cơ tử vong do ung thư. Việc đi bộ thường xuyên giúp bạn ngăn ngừa việc hình thành các mảnh xơ giữa động mạch, từ đó ngăn chặn được các biến chứng từ căn bệnh này gây ra như đột quỵ não. Hai, lưu ý khi đi bộ ai cũng cần ghi nhớ để việc tập luyện hiệu quả hơn. 1. Bổ sung nước kịp thời. Không bổ sung nước kịp thời sẽ khiến cơ thể luôn trong tình trạng thiếu nước cực độ, tăng áp lực và gánh nặng cho cơ thể, ảnh hưởng đến hiệu quả đi bộ. Khi đi bộ, bạn nên mang theo nước bên mình và uống một lượng nhỏ đều đặn để giữ đủ nước và tránh khó chịu do uống quá nhiều cùng một lúc. 2. Nên khởi động nhẹ nhàng trước khi đi bộ. Trước khi đi bộ, việc thực hiện một số động tác nhẹ nhàng để khởi động là điều rất cần thiết nhằm chắc chắn rằng cơ, khớp đã sẵn sàng cho việc chuyển động. Hãy dành ra 5 phút khởi động nhẹ nhàng và nên đi chậm khi mới bắt đầu để giảm các chấn thương có thể xảy ra. Ngoài ra, bạn cũng nên đi chậm lại và khi kết thúc chặng đường đi bộ trong thời gian khoảng 5 phút. 3. Đi loại giày không phù hợp. Chọn giày cũng là một bước quan trọng giúp tăng hiệu quả của việc đi bộ. Theo Steven Jason O'Quick, bác sĩ phẫu thuật xương khớp và mắt cá chân tại Viện Xương và Khớp Illinois, Mỹ, việc chọn giày đi bộ phù hợp không chỉ giúp đi bộ thoải mái, hiệu quả hơn mà còn giúp bạn tránh được chấn thương trong quá trình di chuyển. Khi chọn giày, nên chọn những đôi giày thể thao chuyên dụng. Lưu ý chọn đúng kích cỡ chân vì đi giày quá chật hay quá cứng có thể gây ra ma sát, phồng rộp và chèn ép ngón chân. Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường càng nên lựa chọn giày kỹ càng vì đi giày không phù hợp dễ khiến họ bị đau chân, tê chân, vết thương khó lành.